Vâng, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Lại là em Huấn Phạm đây. Hôm nay thì bên shop lại về một lô cái chăn ga 5 món của Nhật, hàng rất đẹp luôn các bác nhé. Thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác nào đã gọi điện thì không nhắn tin để tránh việc trùng đơn. Lưu ý thứ hai là nhận hàng kiểm tra cùng với ship, và lưu ý thứ ba là cân nhắc trước khi mua hàng để cái đơn hàng nó đi nó không bị về các bác nhé. Đó. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đấy, bên shop này về một lô cái chăn 5 món này các bác nhá. Đấy, chăn ga 5 món. Giá thì rất hạt rẻ rồi, giá chỉ có là đi một bộ 5 món chỉ có 250k, giá đã bao gồm phí ship cho bác luôn, cực kỳ là hạt rẻ luôn các bác nhá. Đó, cực kỳ hạt rẻ luôn, các bác yên tâm. Đây các bác nhá. Đấy, chăn ga 5 món rất là đẹp luôn. Ở đây cái này thì nó là một cái chăn đã được trần bông bên trong các bác nhá, trần bông bên trong. Bộ này của nó là 5 món này, bao gồm là một cái chăn như này. Đấy, một cái chăn như này các bác này. Đấy, một cái chăn này thì của nó đã được trần bông rồi, nó cũng khá là to đấy các bạn. Nói chung là em cũng không biết cái kích thước nó là bao nhiêu và em cũng không đo, em chỉ bảo là nó là một cái chăn thôi. Bỏ cái bộ xanh như này đấy, em chỉ bảo nó là một cái chăn thôi các bác nhá, để tránh việc về các bác đo đạc rồi nó phiền phức ra. Đấy, thì đây nó là một chiếc chăn như này. Đấy, thì bên em có 3 màu, một là màu xanh, hai là màu caro, ba là màu hoàng gia nhá. Cái màu hoa văn này thì các bác gọi là màu hoàng gia, hoặc các bác lên cho em là màu hoa văn cho nó dễ theo hàng thực tế luôn. Đấy là màu caro, màu xanh và màu hoa văn. Đấy, hoặc là màu hoàng gia cũng được. Đây. Đấy, một cái chăn rất là đẹp luôn coi nhá. Đó. Ở bên trong này thì nó được trần bông rồi, nó được trần bông rồi. Cho nên là các bác nằm với điều hòa hoặc là nằm mùa thu thì rất ok. Đấy, miền Bắc này thì mùa đông các bác có thể là bật điều hòa là nằm ok, hoặc mùa hè bật điều hòa cũng nằm là ok. Còn miền Nam thì hai mùa đều ok và không cần phải điều hòa điều hết gì các bác nhá. Cứ thế là bật là nằm thôi. Nó rất là phù hợp với cái thời tiết của miền Nam. Còn miền Bắc thì mùa đông này nó sẽ các bác có thể trải làm ga được. Mùa đông này các bác có thể trải làm ga được không nhá. Đấy, trải lót ở bên dưới, ví dụ nhà bác nào mà không có những cái đệm sông Hồng hoặc những cái đệm dày 10 phân thì các bác có thể trải cái chăn này xuống bên dưới để mình nằm cũng được. Nói chung là giá rất là hợp lý nhá, giá rất hợp lý luôn. Đó, thì một cái chăn to như này này. Đấy, một cái chăn to như này thì bên em đang có là 3 màu. Một cái màu kia là màu caro, màu này là màu hoa văn hoàng gia, và màu này là màu xanh. Đấy, thì bác nào muốn lấy màu nào thì lấy nhá, muốn lấy màu nào thì lấy. Đấy, màu này thì màu xanh nó cũng rất là sạch sẽ này, màu này thì màu hoàng gia này, và màu kia là màu caro này. Đó, một bộ của nó thì nó sẽ là, thì các bác sẽ lên cho em là bộ chăn ga 5 món. Đây, lên cho em là bộ chăn ga 5 món Nhật. Đấy, bộ chăn ga Nhật 5 món 250k bao ship, 250k bao ship, sẽ bao gồm là một ga này. Đấy, à, một chăn này, một chăn này, một ga này. Đấy, một chăn này, một ga này. Đấy, đây là cái ga của nó này bác nhá, đây là cái ga của nó đây. Đấy, nó cũng đồng màu hết luôn, ga đồng màu hết luôn. Ga này thì các bác có thể dùng được cả giường 1m8, cả giường 1m6 đều ok hết các bác nhá. Đó, giường 1m8, giường 1m6 đều dùng được. Cái ga này nó có dây chun cho nên là thoải mái, các bác có thể co ra hoặc giãn vào ok. Giường 1m8, giường 1m6 đều dùng được. Tiếp theo là đến hai cái vỏ gối này. Đấy, đây là hai cái vỏ gối đây. Hàng đồng màu hết luôn, rất là đẹp các nhá. Đồng màu hết luôn, rất là đẹp này. Đấy, hai cái vỏ gối đây. Thì hai cái vỏ gối này ấy, thì nó sẽ là kích thước của nó là 40. Đấy, 40 nhân với 60 nhá. Đấy, 40 nhân 60 bao gồm hai vỏ gối này. Đấy. Hai vỏ gối kích thước 40 nhân 60. Đấy. Và tiếp theo là một cái gối ôm nữa. Một cái gối ôm kích thước dài là 1m nhá. Đấy. Kích thước của nó là 1m. Đấy, một con gối ôm kích thước là 1m thôi nhá. Đó, kích thước của nó là 1m ở cái gối ôm này. Đấy, nói chung là rất là ok. Một bộ của nó là 5 món. Đấy, 5 món. Giá bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chăn ga 5 món như này 250.000, đã bao gồm phí ship. Như vậy là tiền ship bên em mất 30.000 rồi. Đấy, tính ra là một cái bộ chăn ga như này giá của nó còn có 220.000. 220.000 mà bao gồm là một cái ga, hai cái vỏ gối. Đấy, một ga, hai vỏ gối, một vỏ gối ôm, một cái chăn. Rẻ, giá quá rẻ luôn các nhá. Không có ở đâu rẻ hơn đâu, và rất là ngon lành luôn. Chăn rất là đẹp này. Chất liệu là bằng vải cốt tông các nhá. Vải cốt tông rất là mềm, êm các nhá. Đấy, cái này là các bác còn chưa giặt đi đấy. Còn giặt đi nó còn êm và mềm nữa. Và giá thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Chỉ có là một bộ này, 5 món như này, giá chỉ có 250k. Quá rẻ cho bác luôn coi nhá. Đó, coi lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, bác mình đã giúp cho em là
bộ chăn ga Nhật 5 món 250k bao ship đó. Mã tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái mài ba khe này. Các bác lên mã giúp cho em là mài ba khe. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 220. Đấy, và hôm nay thanh lý luôn cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. 180k và bao ship cho cái mài ba khe này. Đấy, thì cách mài của em thì rất là đơn giản thôi. Đấy, thanh con dao. Đấy, cách mài rất là đơn giản các nhá. Hàng thì của thương hiệu Katashiwa này. Đấy, Katashiwa. Đây, made in Japan này. Cách mài thì rất đơn giản thôi. Các bác đặt con dao lên bàn cho em. Và bắt đầu là mình kéo như này các bác này. Đấy, mình cứ kéo như này cho em. Đó, kéo như này. Đầu tiên thì nó sẽ có các nấc là mài thô, mài mịn và mài bén quá nhá. Đấy, mài thô này. Mài thô là các bác mài để cho con dao nó bắt đầu lấy sắc này. Mài mịn này, đấy. Mài mịn này, đấy. Các bác cứ để này, các bác kéo đi. Đấy, sau đó đến mài bén này các bác nhá. Đó. Từ trong ra ngoài, từ trái sang phải nhá. Đấy, từ trong ra ngoài, từ trái sang phải. Đó là dao của bác sẽ nước như sắc luôn các bác nhá. Đấy, nước như sắc luôn. Đó, đây, em sẽ test giấy cho các bác xem luôn. Nào, cho xin tờ giấy nào. Đó. Đây, em sẽ test cho bác xem luôn. Rất sắc bén luôn các nhá. Đây. Đấy bác thấy không? Đấy. Đấy, một con dao cùn của nhà em đấy mà em đưa vào em mài một phát là em dọc được giấy luôn. Đấy. Con dao các bác xem con dao bẩn thỉu như này. Đấy, một con dao cùn như này các nhá. Đó. Con dao bẩn thỉu đấy nhá, chứ không phải con dao mới em lấy ra cho các bác làm đâu. Đây các nhá. Đó. Lại dọc giấy bình thường các nhá. Đấy là các bác biết cái chất lượng của nó rồi. Đấy. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá đó là 180k và bao ship cho cái con mài ba khe này. 220 thanh lý cho bác còn 180k bao ship, giá siêu tốt luôn. Hàng của thương hiệu Katashiwa. Đấy, cùng với cái thương hiệu đá mài mà bên em đang bán nhá. Đấy, Katashiwa. Đó, cùng với thương hiệu đá mài bên em đang bán luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân này luôn các anh nhá. Đó, chuẩn hàng nội địa Nhật luôn. Đấy, rất chất lượng luôn. Mã sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái kéo đúc đen. Các bác lên cho em là kéo đúc đen các nhá. Đấy, cái tên nói lên tất cả luôn. Thứ nhất là kéo cắt cành, thứ hai là của nó là đúc nguyên khối như này, cả cán cả thân đúc nguyên khối. Và thứ ba là màu của nó là màu đen, màu của nó là màu đen. Cho nên em lên cái tên là kéo đúc đen. Các bác lên cái tên thì các bác nhớ cho em. Đấy, tên sản phẩm là gì và giá là bao nhiêu tiền. Chứ bây giờ các bác cứ lên cứ ối giời ơi, chả biết là cái gì bao nhiêu tiền lên cứ chú chếu. Thì bên em cũng chịu. Đấy, hàng made in Japan này các bác này. Đó, có chữ triện của Nhật luôn. Đây, made in Japan, chữ dập chìm luôn, rất là sắc nét coi nhá. Con này thì chuyên để cắt cành, cắt cây. Nói chung là tỉa cành, cắt cây đều là ok. Hàng đúc nguyên khối như này, cực kỳ là chất lượng. Giá thì rất hạt rẻ luôn. Các bác lên cho em là kéo đúc đen 160k bao ship cho con kéo đúc đen này coi nhá. 160k bao ship. Đấy, rất chất lượng luôn. Con này thì các bác chuyên để cắt cành, cắt cây thì rất là ngon luôn. Đấy, độ ngoàm của nó rất là tốt. Cắt cây, cắt cành thì rất là tuyệt vời coi nhá. Đấy, lên mã cho em là kéo đúc đen. Con này bên shop đang gửi tới các bác với giá là 160k. Đấy, 160k và bao ship cũng nhá. 160k bao ship cho con kéo đúc đen này. Cái phần lò xo này của nó thì có cái độ ngoàm rất là tốt luôn các bác này. Đấy, lò xo này thì nó rất là tiện. Các bác có thể là tự thiết kế cái lò xo này để thay thế được nếu như nó bị hỏng, cho nên là nó cũng rất là dễ thay tháo và rất là đẹp, chắc chắn luôn. Hàng nội địa Nhật con này. Đấy. Made in Japan. Bên shop đang gửi tới các bác cái con kéo đúc đen này. Giá là 160k và bao ship, 160k bao ship cũng nhá. Đó. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái lô niếc mài dao kim cương cũng nhá. Đó. Niếc mài dao kim cương. Đấy. Niếc mài dao kim cương. Con này thì bên shop đang bán là 170.000, xả cho các bác còn 140k con niếc mài dao kim cương này coi nhá. 140k. Đó. Các bác lên xem là niếc mài dao kim cương 140k. Đấy, 140k cho con niếc mài dao kim cương này. Thì đây, con này cách dùng của nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp cả. Thì rất là dễ dùng, các bác chỉ cần dở ra như này. Đây, hàng của Nhật các bác này, Japan đây. Đấy, Japan này các bác nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đây. Đây các bác nhá. Đó, Japan này. Cái này mài thì rất đơn giản thôi. Các bác chỉ cần cầm con dao này, xong các bác liếc như này xem. Đó, liếc này các bác nhá. Đó, đây. Cho anh tờ giấy nào, lại test dao cho các bác xem luôn các bác nhá. Đó, đây. Đây các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Đấy, thì các bác chỉ cần cầm cái liếc như này, sau đó thì mình liếc con dao đi nha. Đấy, em sẽ làm chậm cho các bác xem coi nhá. Đó. Đây, làm chậm con này. Đó. Thì các bác cứ này thôi. Đấy, hoặc có các bác nào mà các bác ấy làm nghề mà các bác ấy làm quen, các bác ấy có thể như này. Đấy, như này, như này. Đấy, như này, nhưng mà mình không quen thì mình chơi tay phải đi. Đó, rồi em sẽ test các bác xem nhá. Đó, đây. Ui giời. Con này là còn sắc hơn con vừa nãy luôn nhá. Đó. Con này ra dao là còn sắc hơn vừa nãy luôn coi nhá. Đó. Thì đây. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon lành luôn coi nhá. Đó, đây.
dọc giấy siêu ngon luôn các bác này. Đấy. Đấy bác nhá. Đó. Thì con này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 140.000. Qua lên cho em là liếc mài dao kim cương. Liếc mài dao kim cương 140k. Đây, hàng của Nhật có nhá, toàn chữ Nhật làng hoàng hết này. Đấy. Toàn chữ Nhật làng hoàng hết đi các bác nhá. 170.000 thanh lý cho bác, còn 140.000. Japan này các bác này. Đó, Japan đây. Rất chất lượng luôn. Đó. Hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Đây, Japan đây. Ok các bác. Vâng, cái sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái mã sản phẩm đó là cái sạc móc khóa nhá, sạc móc khóa. Con này thì nó rất là tiện như này, bao gồm là một dây sạc và một cái móc khóa như này. Các bác có thể cắm sạc trực tiếp vào điện thoại Samsung. Đấy, nó có hai mẫu điện thoại, sử dụng cho được hai mẫu điện thoại. Một là điện thoại Samsung, hai là điện thoại iPhone. Đấy các bác nhá, thì tùy theo các bác, có thể là sử dụng điện thoại iPhone thì các bác bảo cho tôi cái iPhone, và Samsung thì các bác bảo cho tôi cái Samsung. Nhưng lưu ý các bác là nếu mà của Samsung ấy thì nó sẽ là chân tai C các bác nhá. Đấy, chân tai C. Tức là nó thuộc cái dạng là chân tròn như này các bác này. Đây, chân tròn như này, tròn hai đầu các bác nhá. Đấy, chân tròn hai đầu. Đây, nó tròn hai đầu hết các bác nhá. Đấy, tròn hai đầu hết. Bác nào sử dụng cái điện thoại đời cao thì mới dùng được, còn cái điện thoại đời thấp là không dùng được đâu. Đấy, đây. Pin của nó này 82% các bác này. Đấy. Đây. Em rút ra cắm vào cho các bác xem nhá. Đấy, nó sẽ báo pin luôn các bác này. Đây. Đấy, 82% lên luôn các bác nhá. Đấy. Nói chung là một cái con này thì các bác cứ sử dụng là một cái điện thoại này là ok, điện thoại hết pin. Các bác cứu trợ khẩn cấp thì nó rất là ok và tiện. Đấy, cho các bác nào mà dùng sành điệu là ok, ngon lành các bác. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Thì một con như này, bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 130k. Đấy, 130.000. Xả cho các bác luôn với cái giá là 90k nhá. Đó. Quang lên cho em là sạc móc khóa này. Đó, lên cho em là sạc móc khóa. Sạc này, móc khóa này. Đó, sạc móc khóa. Nó có của iPhone. Đấy, của iPhone và của Samsung nhá, của Samsung. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá là 130k. Xả cho bác còn 90k nhá, 90k. Đấy, giá 90k là bên em sẽ không bao ship đâu nhá. 90k không bao ship. Nếu bác nào mà lấy nguyên con này thì cộng cho em 20.000 ship nữa vào 110. Đấy, 110, vậy là các bác vẫn rẻ hơn được 20.000. Các bác rẻ hơn được 20.000 rồi. Các bác nhá. Đó. Có lên cho em là sạc móc khóa thì bên em có của iPhone và của Samsung. Đấy, thì các bác nào lấy dòng của hãng nào thì lấy, của iPhone thì lấy mà của Samsung thì lấy các bác nhá. Đó. Nó rất là tiện như vậy thôi. Để cho các bác sử dụng trong gia đình nhà mình, hoặc các bác đi công đi việc sử dụng rất là ok. Đấy, cắm sạc vào rất là ok luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, rất là tiện dụng luôn. Đấy, công suất của nó là đi nặng là 40g này. Điện vào là 5V 1A. DC của nó là ra cũng là 5V 1A và công suất của nó là 1500mAh. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái dao dọc giấy cộng lưỡi này. Đây, một bộ này bên em bán với cái giá là 70.000. 70k nhá, 70k cho một bộ. Bao gồm là một con dao và một hộp dao và một hộp lưỡi nhá. Đấy, một hộp dao và một hộp lưỡi. Lưỡi này là 10 cái và hộp dao này của nó là đi hộp dao này là cũng là 10 lưỡi này, 10 lưỡi. Đó, 10 lưỡi. Và đây là một con dao như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 50k con dao, 50k con dao và 20k hộp lưỡi. Nếu có lấy cả hai như này là 70.000 các bác nhá. Đó, 70.000. Tiếp theo thì bên shop còn mấy cái đồng hồ của Rolex nữa. Đấy. Thì đây bên em còn 3 cái như này. Đấy, 3 cái đồng hồ Rolex như này thì bên em thanh lý nốt cho các bác. Đó. Thanh lý nốt cho các bác nhá. Đồng hồ Rolex đây. Đấy. Hàng rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, đồng hồ của thương hiệu Rolex, hàng rất chất lượng luôn. Thì bên em thanh lý nốt cho các bác, cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đó. 270k và bao ship cho cái mã đồng hồ Rolex này. 270k bao ship với nhá. Đấy, em còn mấy con nữa thanh lý nốt cho bác. 270k bao ship cho cái mã đồng hồ Rolex này. Em còn 3 con, có nhá, em còn 3 con. Có cả ngày tháng luôn. Đấy, đồng hồ chạy ngon bình thường. Nó là đồng hồ pin với nhá. Đấy. Đồng hồ pin, đấy. Đồng hồ nó chạy bằng pin với nhá. Đấy, chạy bằng pin. 270k bao ship cho cái mã đồng hồ Rolex này. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái vòng trầm đeo tay. Các bác lên mã giúp cho em là vòng trầm đeo tay. Đấy, một vòng như này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là 50k nhá. 50k cho cái bộ vòng trầm đeo tay này. Đó, 50k. Đấy, 50k cho cái vòng trầm đeo tay các bác nhá. Rất chất lượng luôn. Đây, một vòng của nó như này các bác này. Đấy, và nó có cái bông sen ở bên trong.
bông sen ở bên trong đây đấy, có bông sen con này đấy, khắc hình bông sen rất là đẹp luôn con nhá. Đó đây, các bác lên cho em là vòng trầm đeo tay. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái vòng trầm đeo tay như này, giá chỉ có 50.000. đấy, con này thì giúp cho các bác là đã thông kinh mạch, điều hòa huyết áp đấy, giúp cho ăn ngon ngủ tốt, sức khỏe tăng cường các nhá. Đấy, tăng cường đề kháng. Nó là bằng bằng trầm các nhá. Đấy, bằng gỗ trầm, hàng nội địa Nhật rất chất lượng luôn. Các bác lên cho em là vòng trầm đeo tay 50k cho một cái vòng trầm đeo tay này, rất chất lượng luôn các nhá, 50k thôi. Tiếp theo thì bên shop em tiếp tục về cái lô tăm bông, một hộp này của nó là 200 cái. Giá bên shop đang gửi tới các bác với giá là 40.000 các nhá. 40.000 cho một cái hộp tăm bông như này. Đó, 40.000 cho một hộp tăm bông như này. Hộp của nó là 200 chiếc luôn. Các bác tha hồ thoải mái sử dụng nhá. 40k cho một hộp tăm bông. Và lên trên là hộp tăm bông 40k. Đó, tiếp theo thì bên em còn một ít cái mũi khoan đa năng nữa. Cái này thì các bác khoan được mọi chất liệu này. Đấy, trừ kính thôi nhá. Gỗ rồi sắt thép rồi, nói chung là inox khoan được hết. Đấy. Em còn mũi 8 và mũi 10, thanh lý cho các bác với giá là 20k một mũi. 20k một mũi các bác nhá, 20k một mũi thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Đó, mũi 8 mũi 10. Rồi, ok. Kim này, đúng đèn kim không nhỉ? Đấy, lên mã cho em là đèn kim. Con này bên shop bán là 100k và bao ship thôi nhá. Đấy. 100k và bao ship cho cái mã đèn kim này. Con này thì rất tuyệt vời mặt trời luôn. Con này nó sử dụng 3 quả pin con thỏ nhá, 3 quả pin con thỏ nhỏ này. Đấy, con này thì bên em bán không kèm pin các nhá, không kèm pin. Đấy. Để em ghi rõ ra đây luôn, đèn kim. Đấy, không kèm pin, không kèm pin các bác nhá. Đấy, không kèm pin. Về các bác tự mua thôi. Cái này bên em bán là không kèm pin các bác nhá. 100k bao ship cho cái mã đèn kim này. Giá hợp lý và rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì đây em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn. Tắt điện. Đó, em sẽ test sản phẩm cho bác xem luôn các bác nhá. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, đây các bác này. Các bác có thể quan sát này. Đấy. Em sẽ tắt điện đi cho các bác quan sát cho nó trực quan sinh động các bác nhá. Đó. Các bác quan sát cho nó trực quan sinh động. Đấy các bác thấy không? Đó. Con này của nó thì nó sẽ đảo màu liên tục các bác nhá. Đảo màu liên tục luôn. Đấy, để em để một lúc cho bác xem nó đảo màu này. Đấy. Màu đỏ này, màu xanh lá cây này, màu xanh nước biển này, màu vàng này. Đấy, nó sẽ đảo màu liên tục và con này của nó là 16 triệu màu luôn. Nếu các bác để trước gió nó sẽ rung rinh như này các bác. Đấy, trước gió đây. Đấy, nó sẽ rung rinh như này rất là đẹp luôn. Đấy, nó lại ra màu xanh này. Màu xanh xong nó lại ra màu đỏ này. Đây các bác nhá, màu tím này. Nói chung là 16 triệu màu luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, chờ một lát nữa nó lại đổi màu khác các bác nhá, lại đổi màu khác liên tục luôn. Rất là đẹp các bác này. Nó rất là đẹp luôn. Đấy, lại ra màu đỏ tím này các bác này, màu tím này. Nói chung rất nhiều màu luôn, tuyệt vời mặt trời luôn các bác nhá. Đấy, cái mã này thì nói chung rất đẹp các bác này. Các bác lên mã giúp cho là đèn kim. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác với cái giá là 100k bao ship. Giá không bao gồm pin các nhá. Đấy. Đèn kim 100k bao ship, không kèm pin, không kèm pin. Các bác lên mã giúp cho em là đèn kim các nhá. Nói chung là tuyệt vời mặt trời luôn. Đấy, bên shop về cái lô này rất là tuyệt vời, rất là đẹp các bác nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho là đèn kim 100k bao ship. Mã tiếp theo trong ngày hôm nay đó là cùng với cái sản phẩm đèn kim này thì bên em có cái mã đó là đốc sạc các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là đốc sạc. Con đốc sạc này thì bên shop đang gửi tới các bác cái đốc sạc này. Giá của nó là 80.000. Đấy, bên em bán thì hàng giá rất phải chăng cho các bác luôn. 80.000 một con đốc sạc như này các bác này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đốc sạc 80.000, tặng kèm cho các bác là 4 viên pin. Pin là các bác lắp vừa vào cái đít này luôn, lắp vừa vào cái đèn này luôn. Thì các bác có thể mua đèn kèm pin kèm đốc sạc luôn là 180.000. Đấy, 180.000. Đấy, bộ của nó như này các bác này. Đây, cả đốc sạc cả pin như này. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em là đốc sạc này. Đó. Lên cho em là đốc sạc. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 80k. Các bác được tặng kèm thêm 4 pin, 4 pin các nhá. Đó, tặng kèm thêm 4 pin. Đấy thì các bác về 3 quả pin các bác lắp vào đây. Còn 1 quả pin thì các bác dùng cho đồng hồ. Đấy, hoặc là các bác không dùng cái này nữa thì dùng cho đồ chơi trẻ em các kiểu được luôn. Đấy, rất là tiện các nhá. Đấy, các bác lên cho em là lên cho em là đốc sạc các nhá. Đấy, con đốc sạc này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 80k cho con đốc sạc này. Về các bác cắm điện lưới trực tiếp luôn. Pin của nó là pin 700A, 700A 1,2V các nhá. Đấy, đây, 700A 1,2V. Rất là ok cho các bác sử dụng. Pin này của nó là thuộc dòng pin đồng hồ các nhá, pin đồng hồ. Đấy. Pin này nó bằng với cái quả pin con thỏ này luôn. Đấy, nó là cùng một loại các nhá, cùng một loại luôn. Gọi là pin đồng hồ các bác nhá. Đấy, pin đồng hồ. Đấy, thì con này các bác dùng rất là ok. Giá bên shop đang gửi tới các bác là 80k. 80k cho cái bộ đốc sạc này. Các bác lấy 2 bộ trở lên thì bên em sẽ bao ship. Rồi, ok. Này của bên em này, các bác có thể liên hệ trực tiếp để bên em tư vấn báo giá các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là cá sấu vàng. Con này thì bên em đang bán là 200k. Đấy, đợt này hàng về giá tốt thì bên em xả cho các bác còn 150k và bao ship các nhá.
150k và bao ship cho cái mã cá sấu vàng này. Đấy, đẹp từ vỏ hộp coi nhá, đẹp từ vỏ hộp đến bên ngoài luôn quá, từ bên ngoài đến bên trong luôn, rất là đẹp này. Đấy, con này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà, cực kỳ là chất lượng luôn coi nhá. Đó, kiểu dáng thiết kế cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Đây, coi nhá. Đó, đây là bên ngoài của nó này. Đấy, hàng của Nhật rất chất lượng luôn. Các bác lên mã cho em là cá sấu vàng nhá, cá sấu vàng. Đấy, một cái hộp cá sấu vàng như này. Giá là cả ship chỉ có 150k, đã bao gồm phí vận chuyển của nhá. Đó, chấm hết cho các bác luôn. Đây, đây coi nhá. Mặt rất đẹp luôn con này. Đó, mặt của nó rất là đẹp luôn. Hình con cá sấu này. Đó. Khóa này của nó là dạng là sơn tĩnh điện nhá, sơn tĩnh điện không gỉ, chất thép cực kỳ là chắc chắn luôn không nhá. Đó, đây. Đây, một con thắt lưng cực kỳ là hoàn hảo luôn của thương hiệu Tyler các bác này. Đó, đây. Đây, hàng của thương hiệu Tyler các bác nhá. Đó. Hàng Nhật rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, đây, các bác này, đây. Cái chất da của nó này. Đấy. Chất da của nó này rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Mã này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Đây các bác nhá. Đó. Chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác nhá. Chất da của nó thì siêu mềm luôn. Đây các bác này. Đó. Mặt thì rất là đẹp, trang nhã, hình con cá sấu rất là đẹp, logo của hãng này. Đấy, rất chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn nhá. Giá cực kỳ hợp lý luôn. 150k bao ship đi tận nhà cho bác luôn. Đấy, thắt lưng tương đối là dài và khóa của nó là thuộc cái dạng khóa tự động như này, cho nên là rất là tiện nhá. Đó. Các bác chỉ cần đẩy vào như này xong này. Các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác đã biết chất lượng của sản phẩm rồi. Đấy. Các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu. Đấy các bác theo. Đấy, rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đó các bác theo, rất là ngon luôn. Đấy, rất là êm luôn. Đó. Các bác có thể là tùy chỉnh theo cái mức độ của mình thôi nhá, tùy chỉnh theo cái mức độ của mình. Đây, toàn bộ chữ Nhật hết con này. Đấy, toàn chữ Nhật hết nha. Đấy các bác theo, toàn chữ Nhật hết đây. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Đó, cực kỳ là hợp lý. Các bác lên mã giúp cho em là cá sấu vàng nhá. Cá sấu vàng 150k, 150k bao ship cho cái mã cá sấu vàng này các bác nhá. Đó, đây, rất chất lượng luôn. Đó, đây, những cái mặt của nó này. Mặt của nó rất đẹp các bác nhá. Đó, mặt của nó rất đẹp. Đều bằng hợp kim hết các bác nhá. Bằng hợp kim hết, rất là đẹp luôn. Đó. Và đây là cái vỏ hộp của nó. Cái vỏ hộp của nó đây, cũng rất là chất luôn nhá. Đó. Con này các bác mua để cho biếu tặng làm quà thì thôi rồi luôn các bác nhá. Đó, giá chỉ có 50.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là móng nâu. Lên cho em là móng nâu đi. Đấy, ví nâu thì nó lại nhầm với các cái loại ví da khác, cho nên là các bác lên cho em là móng nâu cho nó dễ. Đó, móng nâu thôi nhá. Đó, móng tay nâu thì lên cho em là móng nâu. Cái này bên em bán là 50k. Đấy. 50k thôi nhá. Đó. Bên em bán là 50k. Bộ của nó thì bao gồm là một cái bấm này, hai cái bấm, ba cái bấm này. Đó. Ba cái bấm đây. Đấy, ba cái bấm rồi tất cả cái đầu nhấy lấy nhíp rồi nặn mụn rồi nói chung là kéo này, kìm bấm này. Đấy, kìm bấm này. Nói chung là hàng rất ngon, rất chất lượng luôn các nhá. Đấy. Hàng ngon, chất lượng. Giá thì cực kỳ là hợp lý, giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Chỉ có 50k thôi nhá, 50k. Có lên cho là móng nâu. Đấy, móng nâu 50k trong một cái bộ này. Đấy, 50k trong cái bộ này các bác nhá. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là mùa đông lại về ở miền Bắc thôi nhá. Mùa đông lại về ở miền Bắc rồi và không khí lạnh đang tăng cường. Thế nên là rất lạnh. Đấy, qua lên cho em là găng tay xanh. Cái này bên em bán với cái giá là đi găng tay xanh này. Đó, bên em bán với giá là 60k cho một đôi găng tay xanh này. Con này thì các bác có thể sử dụng cả điện thoại luôn. Đây, các bác nhá. Đó, sử dụng cả điện thoại ok các bác này. Đó. Đây, cái này nó có khóa như này các bác nhá. Đấy. Ở cái mặt trên này thì của nó hình như là đây, mặt trên của nó là nỉ, mặt dưới của nó là dạng cao su non. Các bác sờ vào cầm nó không bị trơn trượt các bác nhá. Đấy. Cái này thì nói chung nó vừa hết các bác nhá. Tay nào cũng vừa hết tại vì nó có cái khuy như này rồi. Nó có cái khóa như này cho nên là tay nào cũng vừa hết. Nói chung là nó rất tiện dụng này. Đeo cực kỳ là ôm tay luôn. Đặc biệt là các bác có thể sử dụng được cả điện thoại luôn. Đấy, điện thoại cảm ứng dùng ok hết các bác nhá. Nó rất là tiện. Đấy, dùng được cả điện thoại cảm ứng, rất tiện. Các bác không phải dỡ ra dỡ vào, dùng găng tay len thì các bác lại phải bỏ ra. Nhưng mà con này thì nó có sử dụng cảm ứng luôn cho nên rất là tiện. Đấy, các bác nghe gọi các thứ ok. Đây, giá cực kỳ hợp lý. Một cái găng tay như này. Đấy, một đôi găng tay như này giá chỉ có 60.000 thôi. Bác nào lấy từ 3 đôi là bên em sẽ bao ship 3-6-18 bao ship cho bác luôn. Cái này các bác có thể dùng để đi xe máy, đi xe đạp rồi nói chung là miền Bắc mùa đông lạnh thì các bác có thể dùng ok. Lên cho em là găng tay xanh 60k. Nhỏ nhưng nó rất ấm các bác nhá. Mã tiếp theo đó là bên shop em lại tiếp tục về cái lô đó là cái vợt gấp các bác này.
Đấy, các bác lên mã giúp cho em là vợt gấp. Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em về cái lô vợt gấp các bác này. Đấy, hàng thì cực kỳ là tinh tế và kinh tế luôn các bác nhá. Đó. Rất là tinh tế và kinh tế. Đấy. Thì đầu tiên em lên cho các bác cái độ tinh tế này. Đấy, tinh tế tại vì nó có thể gấp ra gấp vào như này rất là tiện này. Hàng cực kỳ là chắc tay các bác nhá. Đây. Đây, em khua này các bác nhá. Đấy. Khua rất là chắc chứ không phải các bác bảo là gấp thì nó không gấp thì nó không chắc đâu các bác nhá. Đây. Đấy, nó có 3 chức năng này. Thứ nhất là chức năng bật lên làm đèn ngủ này. Thứ hai là chức năng vật mũi và thứ ba là chức năng bắt mũi tự động nhá. Rất là tiện luôn. Đó, đây công tắc của nó đây. Các bác cứ đẩy hết lên này cho em. Đó. Nấc nấc 1 thì là vật mũi như này, vật mũi thông thường, nấc 2 là bắt mũi tự động và có thể làm đèn ngủ được luôn. Con này thì có thể gấp vào treo lên hoặc các bác có thể để trực tiếp như này trên bàn này. Đấy, để trực tiếp này trên bàn cũng ok các nhá. Đó, để trực tiếp trên bàn ok. Đấy, cái này em để nó trên ấy cho nên nó rung rinh đây. Để trực tiếp trên bàn này ok luôn các nhá. Đấy, rất là ngon lành luôn. Nhỏ gọn, đường kính của nó thì nó vào khoảng là hơn 20 cm một chút, hơn 20 cm một chút, giá ra gấp vào rất là ok. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Đó. Cho anh nhìn cái kéo không? Giá thì cực kỳ kéo ra cũng được. Giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn các nhá. Đây, em sẽ test các cái tính năng cho các bác xem. Tính năng bắt mũi tự động này các bác này. Đấy. Đấy các bác thấy không? Quánh mũi rất mạnh luôn các bác nhá. Quánh mũi rất mạnh luôn. Con này các bác tránh xa tầm tay trẻ em nha, trẻ em động vào là nó giật đấy nhá. Người lớn động cũng giật luôn. Đấy các bác nhá, rất là nguy hiểm cho nên là các bác tránh xa tầm tay trẻ em. Đó. Tính năng là bắt mũi tự động này, đèn ngủ và vật mũi đây. Vật mũi thì các bác cứ này là nó vật mũi thôi. Đây các bác nhá. Các bác thấy không? Đây. Nói chung là bắt mũi rất tốt các bác nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Các bác chỉ cần xoay này là xong này. Đấy. Xoay này là xong các nhá. Đó. Nó chỉ xoay được một chiều thôi. Đấy, chứ cái chiều bên này là không xoay đâu. Nó chỉ xoay được một chiều thôi. Rất là tiện. Đấy, con này thì các bác lên cho em là vợt gấp cũng nhá. Đấy, lên cho em là vợt gấp 150k bao ship. Đấy, vợt gấp lên mã giúp cho em. Vợt gấp này. Đấy, vợt gấp 150k bao ship nhá. 150k bao ship cho cái mã vợt gấp này. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ. Ở đây thì các bác chỉ được tặng kèm với dây sạc này thôi. Đấy, tặng kèm dây sạc về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đây, củ sạc của nó bên này các bác này. Đấy, các bác có thể đeo lên như này. Đấy, rất là tiện dụng. Hàng thì chất lượng, giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn. Hàng đẹp, giá hợp lý các bác nhá. Hàng đẹp, giá hợp lý cho bác luôn. Đấy thì nói chung đây các bác bỏ vào túi này. Rất tiện dụng luôn các bác nhá. Đấy, dây sạc của nó này. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150k. Lên cho em là vợt gấp các bác nhá. Đó, 150k bao ship. Đấy. Vợt gấp. Các bác lên cho em là vợt gấp 150k bao ship. Giá siêu hợp lý cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em lại tiếp tục về cái lô nạo 3 món các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là nạo 3 món này. Đấy, lên mã cho em là nạo 3 món. Nạo này. 3 món này. Đấy, tức là một cái bộ này của nó là có tới 3 món luôn. Giá bên shop đang bán là 60k. Xả cho các bác còn 40k luôn các nhá. 40k. 40k cho 3 cái món này. À, bình thường nếu các bác mua bình thường ngoài chợ thôi một cái nạo nó cũng đã mất 10 20 nghìn rồi. Mà đây cả một cái 3 cái món đẹp như này. Giá cũng chỉ có là đi giá cũng chỉ có là đi 40.000. Giá chỉ có 40.000 thôi nhá. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đây, đấy, một bộ 3 món như này. Thì nó có 3 cái mà cho nên em gọi là nạo 3 món thôi nhá. Đấy, 3 cái nhưng mà lại gọi là món. Đấy, có 3 cái nhưng gọi là 3 món thôi nhá. Đó. Thì đây, chức năng đầu tiên của con nạo thông thường này. Đây, nạo thông thường thì các bác chỉ cần đây, các bác chỉ cần nạo thông thường này là xong này. Đấy. Đây các bác nhá. Đó, nạo thông thường này. Đây. Đấy các bác nhá. Đó, nạo thông thường này. Còn cái này là vừa nạo vỏ vừa nạo sợi này. Đây, nạo vỏ đây các bác nhá. Đấy. Nạo vỏ đây. Đấy, nạo vỏ rất là ngon luôn nhá. Đấy, nạo vỏ này. Đấy. Cái này nạo sợi này. Đấy. Nạo sợi các bác này. Đó, nạo sợi đây. Đấy. Sợi ra thì rất là mảnh luôn các bác nhá. Đây. Đây các bác này. Đây. Sợi của nó ra này. Các bác có thể dùng để xào nấu rồi các kiểu con này đều được luôn. Đây, đấy. Xào nấu rồi làm nộm làm niếc rất là ngon luôn. Đây, sợi của nó như này các bác nhá. Đó. Đây. Thì đây là cái chức năng của cái nạo thường các bác này. Đây. Đấy, nạo thường các bác dùng để gọt các cái loại vỏ rất là ok nhá. Đó, đây các bác nhá. Đó. Và đây là cái con dao này. Con dao này thì các bác dùng để thái này, rồi làm lòng gà, lòng cá này. Đấy, lòng gà, lòng cá này, nhổ lông gà các bác này. Đây. Nhổ lông gà lông vịt ở đằng sau nó có một cái nhíp rất to. Các bác dùng để nhổ lông gà lông vịt thì cực kỳ là chuẩn chỉ luôn. Đó. Thì cái nạo ba món này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 40.000. 40.000 cho ba món này luôn nhá. Đó, 40.000 ba món này. Đây, rất chất lượng luôn. Nè, chúc này, rửa đi. Đấy, nạo ba món các bác nhá. Đó. Bên shop đang gửi tới các bác với giá là 40k. Các bác nhá, lên mã cho em là nạo ba món, 40k cho cái nạo ba món này các bác nhá.
Mã sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là túi gấp không nhá. Túi gấp bên em có cả màu hồng cả màu đen. Đấy có lên cho em là túi gấp. Lấy cho anh cái túi màu hồng tí. Túi gấp bên shop đang gửi tới các bác với giá là 150.000 à. 150.000. 150k và bao ship cho cái mã túi gấp này. Hàng siêu đẹp siêu chất lượng luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ để đây tính bỏ. Giá cực không gì. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn để phục vụ quý cô bác anh chị và các bạn nhé. Đó. Các bác lên mã giúp em là túi gấp 150k cho cái mã túi gấp này. Đây các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó thì em sẽ đi vào chi tiết cho các bác xem. Ở đây ấy thì nó là một cái túi với cái kích thước chiều ngang của nó là vào khoảng là chiều dài là 40, chiều ngang là 20, còn chiều cao thì nó cũng vào 40 luôn, cao 40 luôn. Đấy, đây, nó như này các bác nhá, như này. Sau đó thì các bác có thể là các bác có thể thả cái ngăn này ra. Đấy. Đây có cả màu hồng nữa nhé, có cả màu hồng nữa. Bác nào lấy màu đen thì lấy, màu hồng thì lấy, có hai màu. Các bác có thể thả cái này ra. Thả cái này ra thì nó thêm ra được 10 sen nữa. Đấy 30 với thêm 10 là 4 các bác nhá. Đấy 30 cộng 10 là 4. Đấy. 30 thì cộng 10 chắc chắn nó phải là 40 rồi các bác nhá. Đó. Chính xác nó phải là 40 các bác nhá. Đây. Đấy. Nó thành một cái túi rất là khủng bố luôn các bác nhá, khủng bố luôn. Các bác có thể đựng đồ đạc. Nó ưu điểm của nó là nó có thể thả ra được. Cho nên là khi các bác dùng cần nhiều đồ thì mình mới thả ra, còn không thì mình lại thu vào. Và ở đây nó còn trên TikTok ấy là nó còn gấp được cơ các bạn. Đấy, nó còn gấp được nữa. Cái này thì em cũng chả biết gấp vào như nào đâu. Đấy, nhưng mà em thấy nó gấp lộn vào được xong nó kéo khóa vào. Nó kéo vào một cái túi này nó nhỏ lắm. Đấy, nói chung nôm na nó như thế. Đấy, ở trên giá con chỗ này. Đấy, thì con này bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi rất hạt rẻ luôn. 150.000 một cái túi này. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Bên trong của nó đây. Đấy. Túi này của nó em thấy nó quảng cáo là chống nước luôn đấy các bác nhá. Các bác dội nước vào là nó trôi đi luôn đấy. Đấy rất là ngon, to rộng rãi. Mua để đi du lịch các bác ơi, Sapa đang lạnh rồi. Mình đi du lịch lên Sapa ngắm tuyết rơi các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Bên trong cũng có ngăn khóa này, con này. Đấy, bên trong có ngăn khóa đây. Đấy một cái ngăn nhỏ nữa. Ngăn này thì siêu chống nước luôn, có lót túi bóng này. Để các bác để giấy tờ các thứ. Đấy, điện thoại các thứ vào cái ngăn trong này. Những ngăn ngoài này thì nói chung là chống nước cũng vào dạng là bình thường thôi. Đấy, có ngăn khóa, ngăn khiếc này, nói chung là đầy đủ hết. Một con túi rất là to, hoành tráng. Giá chỉ có 150.000, to lắm các bạn. Đây này. Đấy. Cái này các bác mua không đi du lịch thì mình chứa đồ cũng được. Đồ đàn, quần áo, con nước thì các bác bỏ vào đây xong bỏ vào tủ nó tiện dụng các bác nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái mã như này. Giá chỉ có là đi 150k bao ship các nhá, 150k bao ship. Đó. Hiện thì em đang có hai màu, màu đen và màu hồng nhé. Hôm trước có màu xanh thì hết rồi, giờ chỉ có màu đen màu hồng thôi. Bác nào lấy màu nào thì lấy. Màu hồng thì nó cũng có cái hai của màu hồng, mà màu đen nó cũng có hai của màu đen. Các bác lấy hai màu chứ em. Vâng, để tiếp tục chương trình trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì để mừng hạnh phúc cho hai cháu thì em tiếp tục lên cho các bác cái bộ chuyên các bác nhé. Đó. Thì các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay các bác nhé. Đấy. Bộ này thì các bác lên mã giúp cho em là bộ chuyên cối xay. Ây da, ăn chơi đấy các bác nhỉ. Nghe ra có vẻ rích rắc ra phết nhỉ. Đấy, đây. Cái này để cẩn thận không lại rơi thì lại vợ nó lại mắng cho. Đấy. Đây, nó là một cái bộ cối xay như này. Đấy các bác nhá. Sau đó thì các bác hứng trà vào đây. Và mình cho ra cốc này. Đây, cho ra cốc này các bác này. Đấy. Để mời anh em đến uống trà đàm đạo nhá, uống trà đàm đạo. Đấy, để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Đấy. Đặc biệt là các bác chuẩn bị lại có thông gia nữa thì đẹp các bác nhá. Đấy. Chuẩn bị lại có thông gia nữa thì lại càng đẹp. Đấy. Đấy. Đấy thì một bộ của nó như này. Một bộ của nó như này các bác này. Đấy. Thì em sẽ sắp xếp lại hiện trường cho các bác xem. Đấy, một cái bộ cối xay như này các bác này. Đấy, một cái bộ cối xay như này. Và 6 cái chén các bác nhá, 6 cái chén này. Đấy. Giá thì rất là hạt rẻ luôn. Nếu các bác mua ở bên ngoài ấy và mua ở trên các cái sàn khác ấy, nó phải bán đến 800.000 các bác nhá. Đấy, nó phải bán đến 800.000 cái bộ này. Đấy, nó bán tới 800.000 cái bộ này chứ không phải là rẻ đâu các bác nhá. Đó. Đây. Rất là đẹp con này, rất là đẹp luôn. Đây. Đấy, ở đây thì nó có một cái con chân như cối xay như này và nó sẽ hứng nước vào đây. Đấy, hứng nước vào đây. Thì các bác cho chè vào đây cho em. Lấy cho anh tí nước nào để anh test luôn. Đấy. Cho tí nước lọc nè. Đấy. Các bác cho trà vào đây cho em nhá. Cho trà vào đây. Ở đây thì nó có cái lưới lọc đây. Đấy, cho trà vào đây này. Đấy, hoặc là cho các thứ vào đây. Đấy, sau đó thì mình rót nước vào một tí thôi. Lấy thế chảy hết cả nhà đi à. Đấy.
các bạn rót tí nước vào đây, ít thôi. Đấy, đây. Rót tí nước vào đây. Đấy, nó tè xuống đây các bạn này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy, sau đó thì đây, em lại rót lại cho các bác xem. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Nó rất là tào nhã các bác ạ. Đấy, rất là tào nhã luôn. Đấy, các bác cho vào đây cũng nhá. Đấy. Sau đó thì đây, pha trà cho vào đây. Chắc thế, cái này em cũng chưa dùng bao giờ. Không biết có đúng không các bác, dân trà thì đừng có cười em. Đấy, sau đó thì các bác ra cái tích này rồi, ra cái tay cầm này rồi thì các bác cho vào đây các nhá. Các bác tiêm ra ngoài để mời khách này. Đấy, các bác tiêm ra các cái cốc này. Đấy, tiêm ra các cái cốc này để mời khách. Các bác nhá, rất là tào nhã luôn. Các bác thấy không? Đó, rất tào nhã luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy, thì một bộ của nó có 6 chén nhá, 6 chén. Một cái lu như này, một cái lu như này. Chất liệu thì bằng sành sứ các bác này, bằng sành sứ. Cái này thì bằng bằng sứ rồi. Cái này bằng sứ các bác nhá. Đấy, nó đúc này bằng sứ trắng men này. Sứ trắng men rất là đẹp luôn. Đấy, một bộ như này. Đấy, có nắp các bác nhá. Đây có nắp đậy này. Đấy, quai nắp của nó rất là sành điệu luôn. Sành điệu hàng hiệu luôn các bác nhá. Đó, đây. Cho trà vào đây. Đấy, nói chung là cái này các bác không dùng thì mình để trang trí thôi, chơi bời cũng được. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá là bao nhiêu? Chỉ có 350k. Đấy. Cho anh cái tờ giấy trắng nào. Đó. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên cối xay nhá. Đấy, lên cho em là chuyên cối xay. Chuyên này. Đấy. Cối xay nhá. Đấy. Chuyên cối xay. Bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 350k và bao ship. 350k bao ship cho cái mã chuyên cối xay này các bác nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là chuyên cối xay 350k. Đấy. Nó giống như một cái cối xay gạo này. Đấy, như cái cối xay gạo xay thóc đây. Đấy, như một cối xay gạo xay thóc này. Đó. Đây, lên cho em là chuyên cối xay. Đây. Các nhá. Đó. Đây, chén chiếc rất là ngon này các bác này. Đấy, các bác nhá. Đây. Rất là tròn đẹp luôn. Đấy. Bộ này thì bên shop gửi tới các bác cái giá là 350k bao ship. Lên mã cho em là chuyên cối xay các bác nhá. Đấy, chuyên cối xay 350k bao ship các bác nhá. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là băng keo trong các bác nhá. Đấy, băng keo trong. Đây, một cuộn của nó như này các bác này. Đấy, một cuộn băng keo trong như này. Bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30k một cuộn các nhá. Đấy, các bác lên cho em là băng keo trong 30k một cuộn này các nhá. Đó. Thì con này của nó dùng đa di năng, dùng rất là nhiều việc luôn. Thì dùng được các việc gì thì đây em sẽ cho các bác xem video. Đây các bác này, đó cái băng keo trong này. Đấy, các bác có thể dán được mọi chất liệu luôn. Đấy. Thấy các bác thấy không? Đây. Đấy. Rất là tiện các bác nhá. Đó, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, dán được cả khung tranh khung chiếc, nói chung là dán cái gì cũng được. Các bác cứ bóc ra là dán vào thôi. Đấy các bác nhá. Rất là tiện luôn. Nó sẽ không để lại các cái ấy này. Các cái vết đục đẽo phức tạp các thứ nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn. Đấy. 3. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá là 30k cho một cái băng keo trong này không nhá. 30k thôi. Giá cực kỳ hợp lý. Tiếp theo đó là hôm nay bên shop em tiếp tục về cái sản phẩm mới. Đó là cái đeo tai này. Đấy, cái con đeo tai này thì nói chung là đây các bác lên mã giúp cho em cái này là cái gì bây giờ? Bác lên mã giúp cho em là bịt tai các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em cái mã này, nó là cái bịt tai. Bịt tai để các bác đi giày lạnh vào mùa đông này nó khỏi bị lạnh này. Miền Nam các bác đeo cũng được. Nói chung là bác nào mà sợ bị tai gió và tai đấy thì mình đeo. Miền Nam các bác buổi tối cũng gió rất là lạnh luôn. Đấy. Thì các bác lên cho em là bịt tai. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 30.000 thôi. Đấy. Các bác lên cho em là bịt tai 30k các nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là bịt tai này. Đó. Bịt tai 30k nhá. Đấy, 30k cho cái bịt tai này. Đó. 30k cho một cái bịt tai này các bác nhá. Đấy, các bác lấy từ 5 cái trở lên thì bên em sẽ bao ship. Giá rất rẻ luôn các bác nhá. Con này mà các bác mua ngoài cửa hàng ngoài thị trường chỉ phải 70-80.000. Đấy, chứ không có giá 30.000 đâu. Bên em bán là giá thanh lý cho bác thôi. Đấy, một cái con bịt tai như này, giá chỉ có 30k thôi nhá. Đấy, 30k cho cái mã bịt tai này các bác này. Hàng rất chất lượng, giá thì cực kỳ bình dân luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo trong ngày hôm nay. Hả? 4 đến 5 mét. Tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là cái máy trà bếp các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy trà bếp. Đấy, lô này bên em về chắc được khoảng là 30 chiếc các bác nhá. Đấy, 30 chiếc các bác. Đó, các bác lên mã giúp cho em là máy trà bếp. Đây. Đấy, con này thì dùng rất là tiện dụng luôn. Đó, cứu. Cho anh cái kéo. Đấy, máy trà bếp các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là máy trà bếp. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là bao nhiêu nhỉ? 150.000 bao ship cho bác luôn. Đó. Lên mã cho em là máy trà bếp 130k.
đấy, 4 đến 5 mét đấy. Thì các bác lên cho em là máy trà bếp, máy trà bếp đó, máy trà bếp 150k đấy, bao ship cô nhá, bao ship 150k bao ship, có thể là 4m8, 4m7, nhiều khách về đo kỹ xong lại ý kiến. Đây các bác nhá, đó bộ sản phẩm của nó này đấy, bộ sản phẩm của nó đây các bác nhá, đây một thân máy như này, nó chạy cực kỳ là khỏe luôn đấy, chạy cực khỏe luôn cô nhá, đây đấy các bác này, máy nó chạy rất là khỏe luôn, các bác dùng để vệ sinh nhà tắm toilet rồi vệ sinh bếp giáp rất là ok. Ở đây thì các bác được tặng kèm thêm cả một cái dây sạc này, một dây sạc và các cái phụ kiện đi kèm đây. Đấy, đây có dây sạc, có phụ kiện đi kèm như này các bác này. Đấy, rất là ngon lành cành đào như này. Đấy, một cái bộ phụ kiện của nó như này các bác nhá. Về các bác có thể là vệ sinh nhà bếp này, vệ sinh các cái phần nào đấy mà mình có nhu cầu các bác nhá. Đó, rất là ngon lành cành đào luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 150.000. Ở đây thì nó tặng kèm các bác dây sạc nhá. Đấy, tặng kèm dây sạc luôn. Về các bác cắm cho em vào cái đít này, xoáy cái đít này ra cắm sạc vào. Đây, cắm sạc ở đây không nhá, cắm sạc ở đây, rất là ok này. Ngoài ra thì các bác còn được tặng kèm thêm một cái đai này. Đấy, về nhà các bác bắt vào tường sau đó thì mình nẹp nó vào. Hoặc là không thì các bác cất đi là xong, khỏi phải đai nhá, mất công. Đó. Thì một cái bộ như này, một cái bộ máy trà bếp như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá là 150.000. 150k. Đấy, 150k nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em là máy trà bếp 150k nhá. 150k. Đó thì em sẽ có cái video chi tiết cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Đấy, các bác dùng để đánh dọn nhà bếp này, thảm nhà này, rồi nhà tắm, nhà vệ sinh toilet đấy, các cái loại thảm thiếc này đưa vào là mình cọ này. Đấy, cọ nhà bếp này, các bác thấy không? Đấy, lau chùi sạch sẽ luôn. Đây các bác nhá. Rất là tiện dụng luôn. Đánh bếp rồi nhà tắm, nhà vệ sinh, nói chung là các kiểu con nào đều được luôn. Đấy, các bác đánh sâu lên luôn các nhá. Các bác cho cái kem tẩy bếp vào nhà em vào, sau đó thì các bác đánh đi là nó sẽ sạch luôn. Đấy, bộ của nó như này rất là tiện các bác. Đây, đánh giày dép này rồi đánh bếp này, thảm thiếc này, lau chùi cái gian bếp nhà mình bóng đẹp lên luôn. Cuối năm rồi, Tết nhất rồi, các bác dọn nhà đón Tết cho em. Đấy. Miệng cống rồi, nói chung là bể chậu rửa rồi giày dép các thứ sạch sẽ ngon lành luôn các bác nhá. Đó. Bánh sạch hết. Hello, vâng xin được trân trọng chào mừng quý bác anh chị các bạn quay trở lại với shop Phạm Huấn. Và đây là thiên đường LED các bác nhá. Đó, thiên đường LED luôn. Hôm nay thì bên shop cập nhật rất là nhiều các cái mẫu LED mới để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc, và chào mừng các bác đến với thiên đường LED của bên em các bác nhá. Đó. Rất chất luôn các bác này. Đấy, thiên đường LED. Đấy, đã lên sóng để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn khắp mọi miền Tổ quốc. Đấy, rất là nhiều mẫu LED đẹp, giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Thì hôm nay em sẽ có một cái video chi tiết chuyên review các cái mẫu LED mà bên em đang phân phối trên thị trường để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em sẽ đi vào chi tiết luôn các bác nhá. Đó, và để cảm nhận thì mời các bác đến với các cái mẫu LED bên em. Đấy, đặc biệt là cái mẫu LED pháo hoa này, cực kỳ là đỉnh cao luôn các bác nhá, cực kỳ là đỉnh cao của nghệ thuật luôn. Đấy, các bác quan sát kỹ cái mẫu LED pháo hoa của bên em và em sẽ điều chỉnh các cái chế độ cho các bác trải nghiệm. Sau đó thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết này. Mẫu LED đuổi hạt ngọc này. Đấy, mẫu LED đuổi hạt ngọc này, rồi LED dây 5m này và rất là nhiều các cái mẫu LED khác để trân trọng gửi tới các bác nhá. Đó. Đây, đầu tiên thì em sẽ điều chỉnh cái con LED pháo hoa này cho các bác xem nhá. Đấy, chế độ tỏa ra này. Đấy, tỏa ra này. Đó, chế độ thu vào này. Và rất là nhiều các cái chế độ khác nhau để các bác có thể điều chỉnh này. Đấy, thu vào này. Đấy, các bác thấy không? Đây, thu vào đây. Các bác thấy không? Rất đẹp luôn nhá. Tỏa ra này. Đấy, rất nhiều chế độ các bác nhá. Đây, chế độ xoay vòng này. Đấy. Rồi chế độ tự động này. Các cái chế độ luôn. Đấy, chế độ đi ra này. Đây, đi ra. Đấy. Nguyên màu này. Đi ra này. Đi dưới đi lên này. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều chế độ luôn. Tỏa ra này. Đấy, bắn theo kiểu pháo hoa này. Quá tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Bắn theo kiểu pháo hoa này. Đấy, pháo hoa đi xuống này. Đấy, pháo hoa đi xuống này. Tiếp theo là pháo hoa đi lên này. Đấy, pháo hoa đi lên cho các bác xem nhá. Đó. Rất nhiều chế độ luôn. Các bác nhá, rất nhiều chế độ luôn. Đó. Nói chung là rất tuyệt vời ông mặt trời luôn, để các bác có thể trải nghiệm cái em LED pháo hoa này các bác nhá. Đấy, pháo hoa đi lên này. Tiếp theo là đến chế độ là tự động này. Đây.
Đấy, nói chung là rất nhiều chế độ khác nhau để cho các bác có thể lựa chọn. Thì em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng mẫu mã một các bác nhá. Đó. Các cái số hotline của bên em đây, các bác có thể liên hệ này. Đấy, đây là cái bộ led pháo hoa các bác nhá, hàng đựng trong hộp như này. Hàng siêu chất lượng đựng trong hộp như này luôn các bác nhá. Đấy. Hàng của bên em là hàng của hãng. Đấy, đựng trong hộp như này, cực kỳ chất lượng luôn. Đó. Các bác có thể về tải app lên và kết nối điện thoại rất ok. Thì cái này thì nói chung là tùy các bác muốn tải thì tải thôi, nó không có quan trọng. Tại vì nó đã có điều khiển từ xa rồi. Các bác nhận được hàng là hàng trong hộp như này. Về các bác bóc qua cho em. Đó, các bác bóc qua cho em. Đó, bóc ra này. Ở trong của nó thì nó sẽ bao gồm là các cái chi tiết này. Thứ nhất là cái đầu cắm USB này, đầu cắm USB đây các bác nhá. Đó. Tiếp theo là cái cuộn dây led này, một cái lõi này, cái này cái lõi bên trong và cái này là cái điều khiển này. Đấy. Thì em sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bác cái cách cắm nhá. Đấy. Cái này cắm thì nó rất đơn giản thôi. Đây là cái dây dài này. Về các bác dỡ ra một cái là cái dây dài này, các bác cắm luôn vào đầu USB này cho em. Và khi các bác cắm ấy thì kết nối cho em đúng đầu nhá. Đây nó có cái lẫy này. Đấy, có cái lẫy này. Đây em sẽ lấy nét chi tiết cho các bác xem. Đấy, có cái lẫy này các bác này, hai cái lẫy này và lẫy này các bác cắm nó phải gặp nhau như này. Đấy, anh tạch phát này là nó vào này. Đấy, còn khi các bác tháo ra thì hơi nhấc cái lẫy này thì các bác mới tháo ra được. Hơi bấm cái lẫy này lên để tháo ra này. Đấy các bác nhá. Đấy, cắm như này. Cắm như này, sau đó thì các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình. Và ở đây nó có cái nút điều khiển này. Các bác có thể điều khiển trực tiếp ở đây hoặc là dùng cái con điều khiển này, dùng cái con điều khiển này cũng được, tùy theo. Muốn điều khiển như nào thì điều khiển. Sau đó các bác bắt đầu cắm vào điện này. Đấy, cắm vào USB cho em. Về các bác cắm vào cái ổ USB nhà mình các bác nhá. Đó, cắm vào cái ổ điện thoại nhà mình. Đó, là bắt đầu lên luôn. Đây nhá. Đấy, nó sẽ lên như này các bác này. Đấy, nó sẽ lên như này. Thì sau đó thì các bác bắt đầu dỡ dần ra. Các bác cứ để điện này cũng được, để điện này dỡ dần ra cho em. Đó, dỡ dần ra là cái dây này đầu tiên là dây sống 1 mét này. Nó sẽ đến kết thúc ở đây là cái dây sống 1 mét này. Thì các bác cắm cái dây sống 1 mét này vào cái con nguồn này cho em. Đấy, và đây nó có một cái màu xanh đậm đây này. Đấy, nó có cái màu xanh đậm đây. Đấy, màu xanh này. Thì các bác cắm đúng vào cái màu này cho em. Đấy, nếu như mà ở đây nó hai màu nó na ná như này thì các bác có thể là cắm vào bên này. Đấy, cắm vào cái bên đằng sau này. Đây, ở đây nó có cái ấy các bác nhá. Đấy. Cái này nó sẽ hơi bị vằn dây nhưng không vấn đề gì cả. Đấy. Thì ở đây nó sẽ có là cái đây cái lẫy này các bác này, đây cái sống này. Đấy, nó có cái sống này thì các bác cắm đúng cái sống này ngửa lên cho em. Đây, cắm đúng cái sống này ngửa lên cho em. Đó. Ví dụ như các bác cắm vào đây mà nó không lên thì các bác rút ra, cắm đảo sang bên này. Tại vì hai cái nó rất là liền nhau. Đấy, cho nên là mình chỉ cắm là một trong hai cái đấy thôi. Sau đó các bác cứ dở dần ra. Dở dần ra và mình sẽ cắm kết nối vào đây. Nếu như các bác cắm vào cái sống này mà nó lên luôn. Đấy, như này lên luôn là chuẩn này. Đấy, lên luôn là chuẩn. Thì hai cái này, đấy, cái này nhiều khi người ta dán ấy, người ta không để ý, nó sẽ hơi bị lệch nhau một tí. Đây. Đấy, cái tim này nó lại không đúng vào cái phần cắm này thì các bác có thể là rút ra. Đấy, cắm lại. Đây, như em thử cắm thử sang bên này xem. Đó, thì cắm sang bên này tức là con này nó vẫn lên bình thường. Đấy, chứng tỏ là nó sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều các bác nhá. Không ảnh hưởng gì nhiều và bác cắm hết lượt cho em. Sau đó thì các bác bóc cái phần băng dính xanh này ra để mình dán vào tường là xong. Dán vào tường như em đã dán đấy. Thì con này nó cũng rất là đơn giản như vậy thôi. Đây. Đấy, cái bộ này của nó là em đã cắm hoàn chỉnh như này rồi đây, cắm hoàn chỉnh như này. Đấy, để điều khiển lên rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đấy. Và điều khiển đây. Đấy, em sẽ điều chỉnh cho các bác xem này. Đấy. Ví dụ như là đây, các bác điều chỉnh thì điều chỉnh vào cái USB nhá, chứ các bác đừng điều chỉnh ra ngoài. Điều chỉnh cho em vào cái USB thì mới được. Đấy. Và đây là cái điều khiển của nó này. Đấy. Chế độ nháy này. Các cái chế độ nháy luôn các bác nhá. Đó. Nháy ra nháy vào này. Đấy. Rất là ngon lành luôn các bác nhá. Đó, đây. Đấy. Nói chung là con này thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, các bác lưu ý là điều khiển đây. Và cái mắt này các bác dọi vào cái USB kia cho em. Đấy, dọi vào cái cục USB này này. Lưu ý các bác, khi các bác điều khiển ấy thì phải dọi vào cái ổ USB này các bác nhá. Đấy, đừng dọi ra ngoài. Dọi ra ngoài nó sẽ không được đâu. Đấy, đây em điều chỉnh này. Các cái tông màu khác nhau này. Đấy, các chế độ nháy rồi các tông màu khác nhau, các kiểu con này đều được luôn. Đó, các bác nhá. Đó thì là các bác lên cho em là LED pháo hoa, LED pháo hoa nhá. Con này thì bên shop đang bán với cái giá là 240.000. Đấy, mã đầu tiên là các bác lên cho em là LED pháo hoa. Đấy, LED pháo hoa. LED này. LED pháo hoa nhá. Đó. LED pháo hoa. Con này thì bên shop bán là 240k cho cái mã LED pháo hoa này nhá. Lên mã cho em là LED pháo hoa 240.000 một bộ. 240k. Đấy. 240k một bộ này. LED pháo hoa 240k nhá. 240k cho một cái bộ LED pháo hoa này. Rất là ok luôn các bác nhá. Đó. Mã tiếp theo, đó là bên shop em tiếp tục về cái lô đó là LED hạt ngọc con này. Đây. Cái mã này của em thì nó là LED hạt ngọc này. Đây, LED hạt ngọc. Con này dây của nó là 10 mét đây các bác nhá. Con này thì có thể thả vào nước được luôn, các bác thấy không? Đây, thả vào nước tòng tòng này vẫn ok các bác nhá. Đó, đây, LED hạt ngọc này. Đấy. Hộp của nó thì như này các bác này.
Con này là led hạt ngọc này, dây của nó là 10 mét này. Đấy. Dây của nó là 10 mét. Cái này thì các bác lên cho em là led hạt ngọc đó nhá. Đó, led hạt ngọc. Đấy, lên cho em là led hạt ngọc. Đấy, lên cho em là led hạt ngọc. Con này thì dây của nó dài là 10 mét đây. Đấy, dây dài 10 mét, có điều khiển luôn có nhá, có điều khiển luôn. Đấy, của nó thì là thuộc cái dạng là dây hạt ngọc như này. Đấy. Dây hạt ngọc này là dòng này là chuyên chống nước có nhá, chuyên chống nước. Các bác dùng thoải mái luôn, dùng thoải mái luôn có nhá. Đây. Này, đấy cái này của bác có thể là co này, kéo này. Đấy, co kéo giẫm đạp này. Dòng này của nó là dòng chống nước có nhá, dòng chống nước. Co kéo giẫm đạp rồi xoắn rồi thoải mái luôn có nhá. Đấy, đập phá này, vò này. Đấy, thoải mái luôn. Đây các bác này, đây, em giẫm cho bác xem này. Giẫm này, đấy các bác nhá. Đấy, các bác có thể bỏ lên bàn đập thoải mái luôn, không hề hấn gì nhá. Đấy, rất là ngon lành. Thì cái này của nó là nó thuộc cái dạng là led hạt ngọc nhá, led hạt ngọc chống nước. Con này thì chống nước các bác để ngoài trời là ok. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ led hạt ngọc như này. Giá của nó là đi 150.000, 150.000 các bác nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em là led hạt ngọc cũng nhá. Đó. Cầm cho anh mấy tờ giấy ở đây luôn. Mấy tờ giấy ghi đơn đấy. Lên cho em là led hạt ngọc này. Đó, led hạt ngọc. Lên cho em là led hạt ngọc, con này thì 150k và bao ship các nhá. Đó, 150k bao ship cho cái mã led hạt ngọc này. Đấy, đây. Nó như này các bác. Dây dài là 10 mét các nhá. Đấy. Dây dài là 10 mét. Đấy thì các bác lên cho em led hạt ngọc hoặc là led 10 mét được. Đấy. Tiếp theo bên em có cái bộ 5 mét. Đây. Cái bộ này là bộ 5 mét này. Đây. Bộ này là bộ 5 mét các bác này. Đấy, 5 mét thì con 5 mét này là nó có cả ấy luôn, nó có cả gì, có cả cái gọi là nó có cả cái con này thì cũng có điều khiển các bác nhá. Đây. Con này là con 5 mét. 5 mét thì có cả cục nguồn luôn. Đấy, con này là dòng 5 mét này. Đây, 5 mét này. Cái này thì không chống được nước nhưng mà có cả cục nguồn luôn. Về các bác chỉ việc cắm vào là xong thôi. Cũng có điều khiển, có cục nguồn, về các bác cắm vào là xong. Đây, bộ của nó đây các bác này. Đấy, bộ của nó đây. Cũng có điều khiển các bác nhá. Có điều khiển luôn. Để cho các bác sử dụng có điều khiển từ xa luôn. Đấy, rất là tiện các bác này. Đấy, con 5 mét này cũng có điều khiển luôn. Đấy, em đang ấn điều chỉnh đấy các bác này. Đó, nháy loạn sang ngậu luôn các bác nhá. Đấy. Thì con này của nó cũng có điều khiển luôn cô nhá. Đó đây, em đang nhấn đây. Con này các bác có thể bóc ra dán vào tường được. Đấy. Bóc ra dán vào tường hoặc là các bác muốn dán cái vị trí nào tùy ý. Đây là cái dây 5 mét cô nhá. Dây 5 mét. Đấy, các bác có thể bóc dán được. Đấy, dây 5 mét, bóc ra và dán vào là xong. Đó. Cái này là dây của nó là 5 mét thôi. Dây của nó là 5 mét. Thì các bác lên cho em là led 5 mét này. Lên cho em là led 5 mét, led dây 5 mét. Cái này thì là 110k. 110k nhá. Đó. Lên mã giúp cho em là led dây này. Đó. Led dây 5 mét này. Đấy, 5 mét. Giá bên em đang gửi tới các bác cái giá là 110k. 110k bao ship nhá. Đó. Còn led hạt ngọc 10 mét là 150.000. Đó, 150.000. Tiếp theo em lên cho bác đó là cái con bộ led dây 20 mét. Đấy, cái này là dây 20 mét đây. Con này thì nó chỉ có điều khiển ở đây thôi chứ không dây dợ lằng ngoằng. Đấy, điều khiển ở đây. Các bác thích thì điều khiển cơ bằng tay này thôi. Đó, bỏ anh cái biển. Điều khiển cơ bằng tay như này này thôi. Con này thì điều khiển trực tiếp như này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác mỗi con led dây 20 mét như này. Đấy, con này là led 20 nhá. Các bác lên mã giúp cho em là led 20. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi đây. Led 20, 20 mét. Đấy, bên shop đang gửi tới các bác với cái giá là đi 60k một bộ này. Đấy, 60k. Ba bộ là bên em sẽ bao ship 180k và bao ship cho ba bộ này. Đó, dòng này thì nó là phân khúc giá rẻ rồi. Đấy, dây bóng cũng tương đối là dày bóng cô nhá, rất là dày bóng luôn. Rất dày bóng luôn cô nhá, rất là ok. Đây các bác này. Đó. Rất là dày bóng luôn. Mã này thì bên shop đang gửi tới các bác mỗi con led led dây như này là giá của nó là đi đấy, giá của nó là đi 60.000, 60.000 dây 20 mét cô nhá. 60.000 cho 20 mét dây. Nói chung là giá rất hạt rẻ luôn. Trên thị trường thì nó chỉ có dây 5 mét, dây 10 mét nó cũng bán 40-50.000 rồi. Đấy, bên em bán có 60.000 của nhá. Đấy, đây là tất cả các mẫu led của bên em. Đó, thì em sẽ giới thiệu chi tiết. Và sẽ, đây, em sẽ test cho các bác xem luôn. Từng mẫu một các bác này. Đấy, từng mẫu một luôn. Để các bác cảm nhận các nhá. Đó, đây. Đây là cái con pháo hoa này. Đây, con pháo hoa thì vừa nãy các bác xem rồi. Thì em cho các bác xem lại một chút nữa. Đó, con pháo hoa này. Rất đẹp luôn các nhá. Đó, và nó có thể điều chỉnh các cái chế độ được luôn. Đấy, các chế độ khác nhau. Các nhá, nó các chế độ khác nhau này. Đấy, rất là nhiều chế độ các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh theo các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ. Đây, em sẽ điều chỉnh cho các bác xem. Đây nha các bác, xem kỹ cái led pháo hoa nhá, em sẽ điều chỉnh các chế độ nhá. Đấy, đấy, các bác thấy không?
chế độ LED này. Đấy, em sẽ bấm từng nút một cho bác xem. Sáng này, đấy. Đây, các chế độ sáng này. Đấy, nháy ra này, đấy. Rất nhiều chế độ luôn, các bác có thể kết nối điện thoại để chỉnh trên app này. Đấy, các cái chế độ này. Đây các bác nhá. Đó. Cái này mà chỉnh xem các cái chế độ thì mất nhiều thời gian lắm các bác. Đó. Đây. Đấy. Các cái loại màu khác nhau này, các chế độ nháy này. Đấy, chế độ đứng yên này. Đấy, tỏa ra này. Đấy, tỏa vào này. Đây các bác nhá. Đó. Rất nhiều chế độ luôn. Đây. Đấy, màu đỏ này. Đấy các bác nhá, rất nhiều chế độ luôn. Đấy các bác thấy không? Tỏa ra, tỏa vào này. Rất là đỉnh cao luôn các bác nhá. Đó. Đấy, rồi rồi các cái màu khác nhau nữa. Nói chung là rất tuyệt vời luôn. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác các bác nhá. Đó. Đấy, nháy theo nhạc này rồi các cái chế độ luôn các bác nhá. Đấy, nói chung là rất tuyệt vời. Đấy, một cái con LED pháo hoa như này rất đỉnh cao luôn các bác nhá. Đó. 240.000 cho cái con LED pháo hoa này. Tiếp theo là đến cái con LED ngọc đây, con LED ngọc đây này, con LED ngọc là dây bên trên, còn con LED dán tường thì mắt dày hơn là dây bên dưới. Đấy các bác chọn con nào cũng được các bác nhá. Đấy rất đẹp luôn. Đấy. Các cái bộ của nó như này. Đấy các bác có thể tùy chỉnh. Đấy nói chung là rất ngon lành cành đào luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác video lần sau.